bốn mươi hai phẩm chẳng nghĩ bàn lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc lớn mà xuất hiện ở đời bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc chẳng thể xưng lường mà xuất hiện ở đời bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc không có số lượng mà xuất hiện ở đời bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc không gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói, bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc lớn mà xuất hiện ở đời. Bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời. Bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc chẳng thể xưng lường mà xuất hiện ở đời. Bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc không có số lượng mà xuất hiện ở đời. Bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc không gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, tại sao bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc lớn mà xuất hiện ở đời? Này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, lấy việc cứu độ khắp tất cả hữu tình không có khi nào ngưng nghỉ làm việc lớn. Bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc lớn này mà xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, tại sao bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời? này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác có tánh phật tánh như lai tánh pháp tự nhiên tánh trí nhất thiết trí đều là việc chẳng thể nghĩ bàn bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc chẳng thể nghĩ bàn này mà xuất hiện ở đời bạch thế tôn tại sao bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc chẳng thể xưng lường mà xuất hiện ở đời này thiện hiện vì tất cả như lai ứng tránh đẳng giác có tánh phật tánh như lai tánh pháp tự nhiên tánh trí nhất thiết trí không có loại hữu tình nào mà có thể xưng lường bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc chẳng thể xưng lường này mà xuất hiện ở đời bạch thế tôn tại sao bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc không có số lượng mà xuất hiện ở đời. Này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, có tánh Phật tánh như lai, tánh Pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí, không có ai biết như thật về số lượng đó bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc không có số lượng này mà xuất hiện ở đời bạch thế tôn tại sao bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc không có gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác có tánh phật tánh như lai tánh pháp tự nhiên tánh trí nhất thiết trí không có gì sánh bằng huống là có khả năng cao hơn bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc không có gì hơn này mà xuất hiện ở đời cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn chỉ có như lai ứng tránh đẳng giác mới có tánh phật tánh như lai tánh pháp tự nhiên tánh trí nhất thiết trí chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng ngoài ra còn pháp nào nữa không Phật dạy, này thiện hiện, chẳng phải chỉ có như lai ứng tránh đẳng giác mới có tánh Phật, tánh như lai, tánh Pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, mà này thiện hiện. Sắc cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng này thiện hiện, nhãn xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Nhĩ tí thể thân ý xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, sắc xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.